Bentley Flying Spur 2021 kết hợp hiệu suất năng lượng vượt trội, thiết kế sang trọng với công nghệ hiện đại, trực quan và dễ sử dụng. Cho dù đang ngồi ở hàng ghế sau hay lái trực tiếp, Bentley Flying Spur 2021 kết hợp hiệu suất năng lượng vượt trội, thiết kế sang trọng với công nghệ hiện đại, trực quan và dễ sử dụng. Cho dù đang ngồi ở hàng ghế sau hay lái trực tiếp, bạn có thể tận hưởng sự quyến rũ độc đáo và đặc biệt là trải nghiệm phi thường của chiếc sedan siêu sang thể thao này. Kể từ khi được giới thiệu thành công vào năm 2005, Flying Spur của Bentley, bạn có thể tận hưởng sự quyến rũ độc đáo và đặc biệt là trải nghiệm phi thường của chiếc sedan siêu sang thể thao này. Kể từ khi được giới thiệu thành công vào năm 2005, Flying Spur của Bentley đã được ưu ái gọi là chiếc xe hạng sang tốt nhất thế giới. Với hệ thống 4 cửa do Anh chế tạo, chiếc Flying Spur đã mang đến sự kết hợp độc đáo giữa khả năng lái hiệu suất cực cao sánh ngang với các đối thủ trên thế giới. Và để tiếp tục thống trị thị trường GT hạng sang, Bentley đã quay sang khách hàng để lấy ý kiến phản hồi và cho ra đời chiếc Flying Spur cuối cùng cho năm 2021. Chiếc Flying Spur 2021 này sở hữu phong cách nội thất và ngoại thất mới, công nghệ mới, thiết bị hỗ trợ lái xe mới và một cabin tốt hơn. Flying Spur đời 2021 áp dụng thiết kế mới nhất của gia đình Bentley. Kiểu dáng của chiếc Flying Spur này đã tạo nên những nét thiết kế mới của mẫu sedan 4 cửa hiệu suất cao của Bentley. Với thiết kế mái thấp hơn, các tấm thân điêu khắc, các đường nét đặc trưng và hình dáng eo cơ bắp phía sau khiến Flying Spur sở hữu một tư thế mạnh mẽ hơn và một dáng vẻ năng động hơn. Các góc cạnh sắc nét của Bentley Flying Spur 2021 tạo nên diện mạo thời trang hơn cho ngoại thất chiếc xe. Mặt trước đầy sức hút riêng của chiếc Flying Spur này không có những đường nét phức tạp đan xen mà chỉ là những yếu tố đơn giản tạo nên thiết kế cổ điển nhất. Lưới tản nhiệt phía trước mạ chrome hình thác nước kích thước lớn được sắp xếp đều đặn và tôn lên phần đầu xe uy nghi mạnh mẽ. Các khe hút gió phía trước và phía dưới cũng được bao phủ bởi một số lượng lớn vật liệu mạ chrome tạo hiệu ứng thị giác rất cao. Đèn pha sáng chắc chắn là chi tiết thiết kế thu hút nhất. Nguồn sáng LED ma trận được sử dụng bên trong có tác dụng chiếu sáng mạnh hơn. Đặc biệt, Flying Spur 2021 sử dụng biểu tượng Flying B nâng hạ hoàn toàn mới. Đây là thiết kế lần đầu tiên được áp dụng cho dòng Flying Spur. Nổi bật hơn cả là biểu tượng này có thể phát sáng vào ban đêm vô cùng thu hút. Flying B là tên viết tắt của tên Bentley, người sáng lập Bentley, tạo cho Bentley khí chất đế vương và quý phái, giống với biểu tượng ba chiều nữ thần bay trên trời của Rolls-Royce. So với mẫu cũ, Flying Spur mới cũng có một số thay đổi ở thân xe. Ví dụ, trọng lượng của nó giảm 50kg và các đường bên cứng cáp hơn. Kích thước thân xe chiều dài, rộng, cao lần lượt là 5.316, 1.964, 1.488mm, chiều dài cơ sở là 3.194mm. Thiết kế bên hông xe cũng rất độc đáo, đường gân nổi bên hông xe và dải trang trí kim loại bên dưới cũng tạo cảm giác đầy uy lực cho chiếc Flying Spur. Việc sử dụng viền cửa sổ mạ chrome, tay nắm cửa mạ chrome, chắn bùn trước cũng được trang bị các lỗ tản nhiệt mạ chrome hình chữ B khiến tổng thể trở nên tinh tế và phong cách hơn. Cặp cổng xả hình bầu dục, phía dưới đối xứng với đèn hậu màu đỏ hai bên. Bộ la răng đa chấu 21 inch được sử dụng mang đầy tính thể thao thể hiện trực quan sức mạnh bạo lực ẩn chứa bên trong và cả những đường nét thân xe. Mượt mà tạo cảm giác thiết kế thanh lịch và phong cách. Thêm vào đó, khách hàng có thể nâng cấp lên bộ mâm 22 inch theo sở thích. Thiết kế đuôi xe theo kịp thời đại mà vẫn đảm bảo khí chất mà Bentley cần có. Chiếc Bentley Flying Spur sở hữu thiết kế phía sau mạnh mẽ và các đường nét phía sau phù hợp với đèn hậu LED mới. Cộng với hệ thống ống xả kép hai bên tuyệt vời, làm cho toàn bộ chiếc xe đuôi có độ nhận biết rất cao và trông rất khí thế. Nắp cốp hơi nhô cao kết hợp hoàn hảo với đường eo kéo dài đến đuôi xe, thiết kế giải viền chrome bao quanh thân xe từ phía dưới cửa. Đèn hậu của chiếc xe sử dụng thiết kế hình chữ B, rất dễ nhận biết sau khi được chiếu sáng và đã trở thành một trong những ngôn ngữ thiết kế mới của gia đình Bentley. Bentley Flying Spur 2021 là một chiếc sedan hạng sang cỡ lớn nằm trên dòng sản phẩm Bentley. Trong năm 2021 này, Flying Spur cung cấp hai phiên bản động cơ, đó là động cơ V8 4.0L và V12 6.0L. Cả hai đều được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Chiếc Flying Spur 4.0L V8 có thể cung cấp công suất cực đại 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 nm, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4,1 giây và đạt tốc độ tối đa 318 km/h. Hệ động cơ V12 giúp xe đạt được công suất 626 mã lực và mô-men xoắn 900 nm. Chỉ với 3,8 giây, chiếc Flying Spur 6.0L V12 có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h và đạt tới tốc độ tối đa là 333 km/h.
Ngoài ra, cả hai động cơ V8 và V12 đều cung cấp khả năng tùy chỉnh chuyên sâu thông qua vô số lựa chọn về da, trang trí gỗ, sơn và hơn thế nữa. Thêm vào đó, các tính năng và tùy chọn của cả hai động cơ thường giống nhau, có nghĩa là chỉ có một số ít điểm khác biệt giữa hai phiên bản động cơ. Trong đó, bản động cơ V8 sở hữu ống xả kép đối xứng, còn bản V12 sử dụng ống xả đơn đối xứng. Ngoài ra, trọng lượng thô của chiếc Flying Spur phiên bản V8 nhẹ hơn khoảng 100 kg so với bản động cơ V12. Bên cạnh đó, hệ thống cản trước ở phiên bản V8 cũng được tinh chỉnh trông khỏe khoắn hơn. Theo đó, chiếc V8 rất thích hợp cho những vị khách yêu thích cảm giác lái mượt mà đậm chất thể thao. Đặc biệt, chiếc Flying Spur 2021 này còn được tích hợp chế độ tiết kiệm xăng bằng cơ chế phanh ở bánh trong khi vào cua, kết hợp cùng Bentley Dynamic Drive hệ thống kiểm soát chống nghiêng điện tử 48V. Và nếu động cơ hoạt động dưới tốc độ 3.000 vòng phút và mô men xoắn dưới 235 nanomet thì hệ thống này có thể tắt 4 trong số 8 xi lanh của xe. Bentley Flying Spur 2021 là một trong những chiếc xe sang hàng đầu thế giới. Và bản chất của sự sang trọng và tiện nghi là vĩnh cửu. Flying Spur luôn giành được danh tiếng xuất sắc về sự sang trọng của nó, kết hợp giữa khí chất quý phái và tao nhã với sự ấm áp và thoải mái. Vẻ ngoài bắt mắt và hiệu quả của Flying Spur chỉ là cảm nhận sơ bộ và bạn phải trải nghiệm để mới có được một cảm giác thật nhất. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!
Mm-hmm.